Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào tất cả quý vị, các cô chú chị và các bạn. Hiện tại thì em cũng đang ngồi gần khu nhà thầy Minh Tuệ đây. Hôm nay thì mới nghe thông tin thôi, lúc sớm rồi chưa có, hình như là chưa có anh em nào đưa những cái thông tin đó cả, từ sớm nhá. Là bà con cũng, mình thấy là bà con ở đó thì cũng dạo dực náo nức để đến hỏi chuyện này tổng chuyện gì, và mọi người cũng kháo nhau là thầy Tuệ hôm nay có đi bộ hành một chút mà ngày mai. Thế nhưng mà cái câu chuyện thầy đi bộ hành thì mọi người hãy coi như nó là một cái sự việc bình thường đi. Chúng ta vui vẻ biết thầy khỏe và sớm bộ hành trở lại. Tức là bộ hành ở đây là thầy bộ hành quanh khu vực nhà thầy nữa nhá, chứ không phải là đi khỏi khu vực Gia Lai. Đây là mình theo như mình thấy bà con nói chuyện thôi, chứ mình thì mình cái này thì mình không có ai thông báo, không có ai kiểm chứng cái này cả. Mà tại sao tôi lại nói như vậy thì cô chú anh chị và các bạn ạ, dù sao thì thầy Minh Tuệ có bộ hành trở lại thì chúng ta hãy coi như là một những cái sự việc bình thường, để chúng ta thấy rằng là giống như ở các nước khác như là Thái Lan hay một số nước cô chú anh chị và các bạn ạ, nhưng mà một số nơi á, Thái Lan hay Campuchia hay Myanmar, rất nhiều cái vị cao tăng họ đi ra đường, họ bộ hành, họ khất thực, thế nhưng bà con rất là bình thường, thậm chí là rất nhiều người không ra, chỉ đứng từ ở nhà mình thôi, nhìn thế là vui, là hoan hỷ rồi. Thế cho nên là cái việc mà thầy Minh Tuệ bộ hành trở lại thì rất mong là cô chú anh chị và các bạn sẽ đưa ra những cái góc nhìn và cái quan điểm tiến bộ, chúng ta nhìn thoáng đi một chút, chúng ta kính thầy chứ không phải là chúng ta làm những cái việc mà ảnh hưởng đến thầy. Cho nên là hy vọng là mọi người cứ theo dõi ở nhà qua những trang các nền tảng mạng xã hội hay là những kênh chính thống của nhà nước. Nhưng mà nếu như thầy Minh Tuệ bộ hành trở lại nha cô chú anh chị các bạn, đấy là liên quan đến cái việc thầy Minh Tuệ bộ hành trở lại. Nhưng mà có một số cái câu chuyện mọi người đang nói như là về cái ông Thích Tuệ Đức ấy. Hôm nay thì rất là nhiều cái nóng, thứ nhất là nóng liên quan đến Thích Trần Quang, cái thứ hai nữa là nóng đến ông Tuệ Đức. Cái đầu tiên là chúng ta, tôi thấy là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn nhắn cho tôi là ông Tuệ Đức này là ngày xưa ở trong giáo hội hay là bây giờ trong giáo hội, thì ông Tuệ Đức này thì mình nói thật là giờ là mình gọi là tu hú rồi, mặc dù là cha mẹ của thầy Tuệ, mình phải đính chính cho tất cả mọi người là cha mẹ thầy Tuệ là đón tiếp, và hiện tại là ông Tuệ Đức vẫn đang ở trong nhà thầy Tuệ nhé. Thế nhưng mà cái cách ông ấy làm là khiến cho mọi người phản cảm. Tất nhiên là ông ấy không gây hại gì cho cha mẹ thầy Tuệ đâu, những cách dùng từ rồi những cái việc mà ông ấy nói là nó khiến cho mọi người bức xúc, và nhiều người cho rằng là ông này là tay trong của Thích Trân Quang. Thì tôi nói là cái cách mà làm, cái cách nói là làm sao cho đúng. Mình đang là một người tu đi ra ngoài thì xưng con với Phật tử, với chúng sanh bên ngoài. Nhưng về nhà thì gọi cha mẹ thầy Tuệ, gọi là cha nhỉ, là ấy nhỉ, xưng cha nhỉ, gọi cha, gọi bố đấy. Tôi nghe những cái từ đấy nó phản cảm như thế nào, mà trong khi đó là cha thầy Tuệ thì vẫn cứ A Di Đà Phật. Đó là bác ấy là một người già, cha thầy Tuệ là một người già, bác ấy lớn tuổi lắm còn ấy đâu, thế mà vẫn cứ xung xoay ở trong nhà người ta làm như vậy. Vì vậy ông làm như vậy, ông là con tu hú chứ tu cái gì ông. Tôi nói thật, cho dù sau này ông gặp được thầy Tuệ thì tôi nói thẳng luôn là ngoài những người người ta đang tu hành, ví dụ như Minh Chí hay một số vị đang ẩn tu, mà để sau này xem nó có tu được như thầy Minh Tuệ hay không mới là vấn đề đấy, mới được mọi người người ta tôn trọng. Cho dù sau này ông có đi cạnh thầy Tuệ cũng chưa chắc được bá tánh hay là Phật tử người ta tôn trọng nếu như ông không biết sửa. Thế là tôi nói thật với anh Thích Tuệ Đức nhé. Thế còn việc cái việc mà anh ta có phải là tay trong của Thích Cúng Dường hay không, tôi nói thật ra đấy là chẳng qua là những cái là mọi người bức xúc luôn, mọi người không biết hết về cái nguồn gốc, cái lai lịch của anh ấy thôi. Thực ra thì khi anh phải biết là khi mà anh tiếp xúc với gia đình nhà thầy Tuệ, bây giờ anh ấy vẫn ở trong đấy, anh tiếp xúc với gia đình nhà thầy Tuệ thì bản thân gia đình nhà anh cũng biết, và khi anh đi bộ hành thì gia đình nhà anh cũng biết. Rồi anh nghĩ sao về cái phản ứng của mạng xã hội khi mà người ta nhìn thấy cái cách anh, lời nói của anh nó gây phản cảm, nó gây bức xúc như vậy. Không phải là ngẫu nhiên là một số anh em YouTube hay là rất nhiều anh em YouTube người ta lên người ta nói về anh, người ta nói là đúng thôi. Cũng giống như là một số anh chị em khi mà vào nhà thầy Tuệ ấy, chúng ta mặc đồng phục rồi chúng ta có thể là đôi khi chúng ta vô tư quá, nó dẫn đến là những cái bức xúc trên mạng xã hội. Thế là người ta nhìn thấy là cái đó là nó không được thì người ta nói.
Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây này, người ta nói thì mình rút kinh nghiệm, và cái nào thì mình cũng hoan hỉ. Nếu như anh là một người tu tập, tôi nghĩ là nếu như anh là một người tu tập thì đáng ra là anh phải rời khỏi nhà thầy Tuệ rồi. Thế nhưng mà khả năng là tôi nghĩ rằng là sư rừng hay là sư tu hú này á, là chắc chắn sẽ ở đó chờ thầy Tuệ bộ hành trở lại. Tôi nghĩ là như vậy. Tất nhiên là nếu mà chờ được thì nó là cái tốt thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là anh không bản lĩnh, không bản lĩnh bằng các sư khác. Khi mà anh ngồi anh nói những cái đó thì nó không khác gì một cái điều là nó thể hiện mình là một con người nó ẻo lả, hay là nó có một cái gì đó, nó có sự tính toán, chứ không phải như sư Minh Tạng hay Minh Trí. Nếu là tôi vẫn đồng quan điểm một điều là họ là những người có bản lĩnh, cho nên là dù biết là có thể phải rời khỏi nhà thầy Tuệ hay là rời khỏi về địa phận Gia Lai, nhưng họ vẫn hướng đi về hướng đó, và tất cả mọi việc đều là công khai, người ta gọi là hữu duyên mà. Thế cho nên là tôi mới thấy là anh tu thì không lo đến tu đâu, mà lo hú là nhiều, cho nên người ta gọi là tu hú là vậy. Còn việc anh ta có những cái việc làm như vậy thì cũng không khác gì là, tôi nói là cái trong cái câu chuyện mà anh ta nói không khác gì những cái lời nói của Thích Trần Quang nói về thầy Thích Minh Tuệ. Cái kiểu của, ý tôi nói ở đây là cái lời nói của anh ta khi ngồi cạnh cha mẹ thầy Tuệ, cha thầy Tuệ, và nói về cái câu chuyện thì nó cái tác dụng phụ của nó không khác gì cái kiểu Thích Trần Quang nói về thầy Tuệ là một thằng ba trợn đấy nha. Cho nên là anh xem xét đi, tất nhiên là mỗi ở một góc độ thì người ta nhìn khác nhau, để rút kinh nghiệm mà sau này tu cho nó đúng, chứ không phải tu bây giờ đi sân si như vậy ha. Thế còn quay sang thêm một cái việc mà chúng ta thấy đó là Trần Quang, tôi nói luôn là tôi nói thẳng với tất cả mọi người, sau này tôi chịu trách nhiệm về lời nói của tôi nha. Với tôi, Thích Trần Quang không phải là thầy. Tôi nói ngay khi ông ta phát biểu những cái lời nói phản cảm trên mạng xã hội, không phải là ở bây giờ đâu, từ rất lâu rồi, là ngay khi ông ta nói như vậy là đối với tôi, Thích Trần Quang tôi không coi là thầy, nhưng tôi vẫn tôn trọng là một góc độ là một công dân. Và ở đây là tôi tôn trọng một cách thật sự thì tôi mới nói như thế này này. Sau những cái phát biểu của ông ta thì những cái mà video mà ông ta lan truyền trên mạng xã hội với ông ta có gỡ đi là một điều đúng, phải gỡ, chứ không có cái chuyện ở đây là tự nguyện gỡ hay là hợp tác cả. Phía giáo hội đánh giá là tích cực hợp tác, nhưng tôi nói ở đây cái đó nó chưa phải là tích cực hợp tác. Thực ra là những cái đó đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, tại sao bây giờ mới xử lý, tại sao bây giờ mới xử phạt à? Nếu như không có cái đợt này, tôi hỏi là, tôi nói một điều rất là thẳng thắn là ai nói thế nào thì tôi chịu nhé. Tại sao Thích Trần Quang không bị xử lý từ lâu mà đến bây giờ mới bị xử lý? Thích Nhuận Đức cũng vậy. Nếu không phải vì cái câu chuyện liên quan đến ông Thích Minh Tuệ hay là thầy Thích Minh Tuệ theo cái gọi của mỗi người, không phải dư luận người ta lên tiếng thì liệu có bị xử lý không? Mà để những cái bài thuyết giảng đó nó kéo dài một thời gian, thậm chí là những cái lời nói của trụ trì chùa Ba Vàng, tôi nghĩ là cũng phải xem xét những cái lời nói của những cái ông trụ trì này, những vị sư này, đừng để người ta gọi là cái thời mặt pháp. Thời nào cũng vậy thôi, thời nào cũng vậy, người nào cũng vậy, sư thì cũng giống như là một công dân thôi, họ cũng có quyền công dân. Có điều là chúng ta hãy nhớ rằng là về tín ngưỡng tôn giáo, khi nhắc đến các vị sư là chúng ta có cái sự tôn kính, tôn trọng khi mà người ta đã xuống tóc và người ta phải khổ hạnh theo cái điều, những cái điều răn dạy hoặc là những cái giáo lý nhà Phật, là mọi người người ta rất tôn trọng và rất sùng. Nó giống như là một cái từ vị sư thôi, là được cái sự nhận sự tôn trọng rồi. Thì khi mà đã nhận sự tôn trọng như vậy thì khi mà phạm lỗi hay khi có những cái phát biểu không đàng hoàng hay là gây phẫn nộ trong dư luận, bức xúc trong quần chúng á, cần phải bị xử lý nghiêm. Tôi nói là Thích Trần Quang phải bị cấm 5 năm chứ đừng 2 năm thì chưa chắc. Bởi vì tôi nói như thế này, còn cái điều nữa mà các anh các chị phải hiểu rằng là cho dù anh ta có xóa đi tất cả những cái dữ liệu thì mọi người hãy nhớ rằng là ngoài cái tên nền tảng YouTube thì các nền tảng Facebook, TikTok họ còn lưu lại rất là nhiều, bởi vì những cái đó đâu phải là của Thích Trần Quang nữa. Khi mà anh ta xóa video cốc đi thì người ta lưu lại vẫn còn đầy đó. Cho nên là cái hậu quả của nó để lại rất là lâu. Không phải trong câu chuyện này là người ta bênh ông thầy Tuệ hay là như thế nào cả, nhưng tôi đã nói rằng là tôi cảm thấy cái hiệu ứng của ông Tuệ từ cái câu chuyện
bức xúc công chúng, của công chúng, người ta bức xúc lên, bây giờ câu chuyện mới được giải quyết. Thì nó cũng phải có một cái điều ở đây là trách nhiệm của giáo hội xem xét những cái vị này đến đâu. Ví dụ như Thích Nhuận Đức, ông ta bị gỡ, anh ta bị gỡ hết những các video, thì Thích Chân Quang cũng phải như vậy. Đó. Cho nên là cái mà chúng ta cần nhìn là ở đây đó là gì? Xem xét những lời nói và đạo đức của những cái vị sư khi xuất hiện trên mạng xã hội, cũng cần kiểm tra, giám sát cái việc làm kinh tế của các chùa để xem là cái nguồn tài chính nó như thế nào, và hai nữa là kiện toàn lại cái cách ở đây là nhận tiền cúng dường hoặc là làm kinh tế thế nào cho đúng. Chứ còn tôi rất hoan nghênh là cái việc là chùa cũng biết làm kinh tế. Chúng ta phải nhớ rằng là thời buổi bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, kể cả là chùa thì cũng phải làm kinh tế, chúng ta không thể phủ nhận cái đó được. Nước ngoài, đặc biệt là bên cạnh láng giềng của chúng ta là những nước như Thái Lan, Campuchia hay là Myanmar, họ rất biết tận dụng những cái đó. Nhưng tôi thấy rằng là ngay cả Trung Quốc nữa, họ thuyết giảng giáo lý nhà Phật hay là tất cả những cái về Phật pháp á, là họ đi song hành kết hợp, chứ không phải như chúng ta. Tôi thấy là bây giờ bà con đến nhiều khi nhìn cái tượng đấy nó không biết là cái tượng đấy là cái tượng gì đó. Nhiều khi cái bảng tên có những cái chùa, tôi thấy nhiều chùa có những cái tượng á, mà còn không có cái bảng ghi là lịch sử của cái tượng đấy như thế nào. Ví dụ là chúng ta chỉ nói với nhau như vậy thôi. Giống như ngày xưa có những cái con đường á, khi là lấy tên của Thủ tướng Võ Văn Kiệt chẳng hạn, hay là của ai đó, những vị danh nhân thì phải ghi biết cái lịch sử, cái tên tuổi của cái tên con đường đó. Nó cũng chỉ là một cái ví dụ để cho mọi người nhìn thôi. Tôi nghĩ rằng là sau cái việc của Thích Chân Quang thôi, thì dù sao đi chăng nữa là cũng hoan nghênh giáo hội Phật giáo Việt Nam, bật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là các cơ quan chức năng đã vào cuộc để làm rõ những cái vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, mà sau này các cơ quan chức năng họ sẽ rà soát, hoặc ít nhất thì nó cũng là một cái tấm gương để răn đe cho những cái thành phần khác. Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì mình nó chia sẻ đến đây thôi, để cô chú anh chị và các bạn thấy rằng là thời điểm mà khi thầy Minh Tuệ bộ hành, nó cũng là một cái thời điểm rất là trùng hợp đó. Nếu như mà thầy Minh Tuệ cũng bộ hành như hôm nay, nghe những cái chia sẻ của người dân là thầy đi bộ hành một lúc 1-2 km hay 2-3 km gì đó đó, thì nó cũng là một điều tuyệt vời. Và hôm nay nó trùng hợp ở cái chỗ là cái quyết định kỷ luật Thích Chân Quang được công bố. Cũng không biết thế nào được cả. Thôi thì chia sẻ đến đấy thôi mọi người. Mọi người cũng nên nhớ là các vị tu sĩ thì có trách nhiệm khác nhau, trong chùa khác, và tu như thầy Tuệ hay là các sư khác, họ đều có những cái chức trách nhiệm vụ khác nhau và lan tỏa cái câu chuyện Phật pháp. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an. Mọi người mua đông trùng hạ thảo thì liên hệ với em theo số 0985 357 605 đã ghi trên màn hình. Cảm ơn tất cả quý vị, các cô chú anh chị và các bạn.